Xin chào các bạn nhé, đến với kênh Tây Bắc TV1. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đi chợ phiên nhé các bạn nhé. Đấy, Hải đang có mặt tại chợ Châu các bạn, chợ Châu Công Ly. Chợ này luôn diễn ra vào sáng thứ ba hàng tuần và bây giờ nó rơi vào tầm 9 rưỡi rồi, 9 rưỡi 10 giờ rồi. Đây là toàn bộ số châu bò ế còn sót lại ở trên chợ các bạn. Ở đây có một con trâu to này, tắm bùn này các bạn này. Con này sáng người ta mang đi chọi tháng 2 lần. Và con này người ta đã bán rồi và bán được với giá là 40, hình như là 42 triệu các bạn. Bây giờ sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem nhé. Đây này, con này các bạn. Rồi. Con này thì nó cũng không to lắm các bạn. Con này nó chỉ rơi vào tầm 6 tạ thôi. 6 tạ 1 các bạn, tầm 6 tạ 1 người ta đã mua và đánh dấu này. Đấy. Ok các bạn nhé, con này là người ta đã mua rồi với giá là 42 triệu. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển sang một con trâu khác các bạn. Chả rẻ quá cũng thế mà bảo trả bao nhiêu cũng là tiền. Trả bao nhiêu là tiền. Và. Mình đi chợ mãi mãi mình mới và. Biết. Đúng rồi. Họ không biết giá họ cây đến. Một con trâu tầm trung, sừng khá là to các bạn. Con này hình như lúc sáng mình có quay cho bạn rồi, nhưng mà con này hiện tại bây giờ là vẫn chưa bán được các bạn. Chiếc tìm có thấy rồi. Thấy không? Dạ chưa? Chưa có ấy. Dạ chưa? Đâu đọc thế nào? Thấy rồi hết chưa? Thấy chưa? Con này chưa hết thấy răng này nó chỉ đi đây. Dạ rồi, nhìn cái sừng nó. Con này á? À? Răng. Con này chắc là thay hết rồi chứ. Thấy rồi. Thấy chưa? Nhưng mà chưa thay răng cái giá cái mình nữa. Chuẩn họ đòi bao nhiêu bác? Dạ? 5 triệu. 5 triệu khó ấy, không bán được nhỉ. Không, nên đòi là 60 thôi. À. Nếu mà bác tính con này thịt thì khoảng bao nhiêu? Chắc là mình mua với giá thịt thôi chứ. Không, mình mua trâu trọi. Trâu trọi á? 30 thôi. 30 thôi. Cứ bảo Trung Quốc mà đòi. Bao nhiêu cũng là tiền mà, không anh em mình đánh nhau mất. Đúng rồi. Mình dám chửi thôi, mình giả đi thì giả, cũng giả đi thì giảm giá. Anh báo 70 cũng là tiền mà. Xong thì mình tí đánh. Đây không có đâu. Chứ có là mình cả tiền nữa. Không có. Anh bảo có bao nhiêu con. Chứ bảo có bao nhiêu con. Ok các bạn nhé, đấy là câu chuyện vui ở trên chợ phiên thôi. Thì con này thì người ta đang báo giá là 55 triệu các bạn. Đấy. Mông đánh, mẹ kinh mà đánh mông. Mấy lúc này nếu mà đánh mông. Quay cái sừng của nó. Quay cái sừng của nó thôi. Thế anh nghĩ con sừng này có chọi được không? Ừ. Nó rộng quá không? À, từ sáng gạ chưa được con nào nhỉ? Họ trả rẻ quá nhỉ. Đấy, cứ
trả xuống thấp quá, người ta cũng đang xích mích ở chợ này các bạn. Buồn cười nhà con con chú được được cái câu phải để khoai không? Nhau cháu. Nếu mà nhầm rồi. Bà thử cho ghẹ phát ạ. Không biết ai nhắc này các bạn. À, người ta đang xem một con trâu tầm trung các bạn, con này này, con đen này. Đấy, con trâu này rất là chắc thịt nhá. Đấy. Người ta đang báo là đầu 3 và đuôi đuôi 33 triệu các bạn. Chắc con này mới thay răng nhỉ bà nhỉ? Ừ, thay hai đôi. Hai đôi. À con sáng bà mang đi chọi nghịch một tí đây. Con sáng chọi. Là con khác à? Ừ, con bên kia. À không phải con này à? Bán được con chọi bán. Con này mình đang đưa giá với giá bao nhiêu bà? Đang đưa ra giá 37. 37. Con này cũng cao phết nhỉ? Cao. Được cái cao. Phải nhìn từ xa mới biết được các bạn. À, con này thì bà đang đưa giá cho khách với giá là 37 triệu. Con này vai nó cũng dày, béo. Và con này có khả năng là mỡ các bạn. Đấy, con này nó có mỡ. chợ trâu thì nói chung là bán chậm đó các bạn. Giao dịch chậm. Ở đây có con trâu to từ sáng chưa bán được này các bạn này. Con này người ta đưa khó bay nhỉ. Hôm nay tuần này không bay được con này à? Căng nhỉ. Ở đây thì có mấy con to vẫn chưa bán được nhé các bạn nhé. Con này cũng to này, con này thuộc con trâu to ở chợ này. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa bán được. Con này bạn đang đòi với giá là trên đầu 4. Nói chung là chợ ế lắm các bạn. Một số thì không bán được, người ta dắt trâu về rồi. Còn một số thì người ta vẫn cố gắng để ở đây và xem có đợi xem là có khách mua không. Đấy, đây có một con nghé này. Một con nghé 5 tháng tuổi các bạn. Với những tầm con nghé này thì giá hiện tại bây giờ nó chỉ rơi vào tầm 12 triệu đến 12 đến 13 triệu thôi. Đấy là báo giá đấy nhá, còn giả giá chắc là người ta trả tầm 11 triệu 500 các bạn. Đấy, giá bây giờ nó rất là rẻ. Con này người ta đang đưa ra với giá là 28 triệu này. Báo giá các bạn. Con này có vẻ nó đỏ đỏ một tí nhỉ. Có sợ không? Chỗ chú này sợ đấy. Đoạn này ngắn không sợ nhỉ chú nhỉ? Đoạn dài mới sợ rồi. Thôi họ dắt hết về rồi.
Ờ về đi. Mua, mua để ngăn ngoài cho anh được. Cứ nhét vào đấy. Ờ cứ nhét ngăn ngoài được. Nói thế quá đi. Ờ. Ờ ok. Và kệ nó đang quay. Người quen. Ờ con này con của bác cơ mà. Vâng. Ờ vẫn chưa bác. Con bên kia nữa. Có một, có ba con mà nhỉ? Con này đang báo là 13 đúng không? Lúc sáng này. Ừ. Con bò. Con đấy lai chưa bác? Con đấy lai không nhỉ? Không lai, con này là 9 tháng đấy, không lai. Bò ta nhỉ? Bò ta đấy. À, thì yếm nó vẫn gọn mà. Một con bò ta tầm 13 triệu. Ờ, nói chung là chợ giao dịch chậm đó các bạn. Người ta, một số người ta không bán được, người ta đã trở về hết rồi. Còn một số thì cố gắng đứng ở lại xem có bán được hay không. Đấy, ở đây có con bò này, người ta đang báo là tầm 13 triệu. Bò ta. À, con bên kia thì tầm 11 triệu. Cái con đứng gần cột điện này các bạn. Rồi ok các bạn nhé, có lẽ là mình quay quay tới đây thôi. Vì chợ cũng chả có gì, nói chung là buôn bán chậm đi, nên mình cũng không quay nhiều nữa. Đấy, bây giờ thì số trâu người ta cũng dắt về hết rồi, không bán được người ta cũng dắt về ấy. Bây giờ là chỉ còn bằng này ở đây thôi các bạn. Nên cũng không ít người giao dịch, nên mình sẽ hẹn mọi người vào video sau vậy. Video này thì chắc có lẽ là xin lỗi các bạn vậy.